Xin chào cả nhà. Số Hải Ngọc Hiển Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em bình thủy mang thương hiệu Tiger các bác nhé. Đấy, em này với dung tích là 2,2 lít các bác này. 2,2 lít các bác nhé. Đấy, cự thương hiệu Tiger. Đấy. Có màn hình hiển thị nhiệt độ. Đấy, con này đét thì 2016 nha các bác nhé. Mặt bên trên là mặt nhựa màu nâu cà phê đen, gọi lâu đen cà phê. Vỏ bên ngoài là vỏ kim loại nhé các bác nhé, nhưng mà không có hiện tượng móp mép hay oxy hóa. Đấy, các nhìn cho em quay bên xung quanh cho các bác nhìn này. Từ đằng sau có đằng trước không vỡ lứt không dạn ở bất kỳ chỗ nào nhé các bác nhé. Cái đét của nó đây. Con này đét 2016 này. Điện 100V nhé các bác nhé. Con này điện 100V và công suất của nó là đây, công suất của nó là 700W điện 100V. Có màn hình hiển thị nhiệt độ, tất cả đã chắc ngon lành, hoạt động ok nha các bác nhé. Chế độ bơm các thứ là ok hết rồi. Nước nóng sôi 98-100 độ C. Đấy. Đây vào quay chi tiết bên trong cho các bác này. Lòng đẹp xuất sắc luôn. Đây các bác nhìn chưa? Xung quanh không bị hiện tượng oxy hóa hay vỡ lứt bất kỳ chỗ nào nha các bác nhé. Đấy, bên em bán chỗ nào vỡ lứt em sẽ báo luôn, công khai cho các bác là vỡ lứt để em thanh lý trừ tiền. Đấy, còn như con này nhá, để mà nói rất là đẹp luôn. Mặt inox này, gioăng cao su các bác nhìn này. Đấy, gioăng quá đẹp luôn, không có một hiện tượng dạn hay là oxy hóa hay bị vỡ lứt hay là bị làm sao cả, đẹp luôn nhá. Hãng nó rất là mềm mại luôn, xanh mướt mát này các bác này. Mặt inox đẹp chưa? Đấy. Tất cả vỏ lắp nhựa nhá, không có hiện tượng oxy hóa hay ngả màu. Em bán con này với giá 700.000 các bác nhá, đã bao gồm phí ship. Date 2016 này. Đẹp xuất sắc chưa? Đấy. Đây nha các bác nhá. Em quay từ xa cho các bác nhìn này. Đấy. Đẹp luôn, đẹp như mới. Con này gần như mới, em nói thật với các bác, độ mới luôn. Con này độ mới phải 90 đến 95%, thật sự luôn đấy. Dung tích 2,2 lít ạ. Bác nào cần thì alo em số điện thoại 0934230664. Bên em bán đã test tất cả hoạt động, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Bơm tay rồi chế độ nước nóng là ok hết nhá, tự động ngắt khi nước nóng già. 100 độ C là nó sẽ tự động ngắt và nó sẽ ủ nước nóng ở trong cái mức độ là như thế và nó cũng không sôi bốc hơi lên nữa. Đấy. 700.000 bác nào cọc cọc hàng lên đơn cho em nhé, cọc cho em 100.000, còn lại nhận hàng thanh toán giúp em nhé. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng và test luôn, nếu làm việc được với lại bên vận chuyển là các bác test thoải mái luôn nhé. Còn đâu không ok các bác có thể hoàn lại bất kỳ lúc nào cho em, để em sẽ trừ, em sẽ chuyển lại tiền cọc cho các bác nhé. Rồi, giá 700.000 đã bao gồm phí ship bảo hành cho khách hàng 6 tháng. Bác nào lấy thì alo em số điện thoại 0934230664. Xin chào các bác ở các video sau.